Thưa quý vị và các bạn, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng sức, đồng lòng chung tay góp sức của mọi tầng lớp nhân dân tại các địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, vừa qua, tỉnh Hưng Yên có 13 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận về đích nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2020. Ngày 11 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định số 2624 về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2020. Theo đó, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2020 gồm xã Hải Triều, Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, xã Tân Quang, Đình Tù, Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, xã Nghĩa Trụ, Xuân Quan, Cửu Cao, huyện Văn Giang, xã Tiên Tiến, Tam Đa, huyện Phù Cử, xã Hiệp Cường, Ngọc Thanh, Phú Thịnh, huyện Kim Động. 13 trên 13 xã nâng cao đều đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới và 13 trên 13 xã không có nợ đọng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Hiện các xã vẫn đang tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, qua đó góp phần đưa tỉnh ta phát triển toàn diện, văn minh và hiện đại.